kính chào quý vị và các bạn, các bạn đang đón xem Kaynul 24 giờ, kênh cập nhật liên tục những tin tức giải trí đáng chú ý có trong 24 giờ qua. Ngay sau đây xin mời các bạn đến với nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Đọ sắc các thành viên Blackpink khi để tóc xoăn. Bên cạnh tài năng ngoại hình, thì phong cách thời trang là điều Blackpink gây chú ý với người hâm mộ. Nhóm nhạc nữ YG luôn mang đến những outfit bắt mắt, tạo hình ấn tượng. sở hữu vẻ ngoài nổi bật và nhan sắc cực phẩm, các cô nàng cũng không ngại thay đổi kiểu tóc. Đặc biệt với kiểu tóc xoăn, bốn thành viên Blackpink sẽ là hình mẫu để fan girl học tập nhưng không khiến gương mặt bị già. Rose Mới đây Rose khiến fan xỉu lên xỉu xuống khi có mặt trên bìa tạp chí Dazit. Không chỉ thu hút người nhìn bằng vẻ ngoài xinh đẹp, thần thái sang chảnh, cô nàng gây choáng bởi mái tóc xoăn. Với kiểu tóc bồng bềnh màu sáng, che nửa khuôn mặt, nữ idol trở nên ma mị, cuốn hút hơn. Bên cạnh đó thì màn thả dáng thần sầu, khoe đường cong hình thể càng giúp cô tăng phần quyến rũ. Dù ít khi để tóc xoăn nhưng mỗi lần cô nàng chọn phong cách này thì dân tình lại được fan đứng ngồi không yên. Điển hình nhất là khi xuất hiện tại SBS Gayo Dejun 2016 cùng với các nghệ sĩ khác như là Chan Yeon của EXO, Ji của Twice và Ten cm Khi trình diễn trên sân khấu, nữ thần tượng trở thành tâm điểm thu hút ánh nhìn bởi mái tóc xoăn màu vàng nổi bật. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, nữ tính nên Rose khá trung thành với mái tóc dài. Tuy nhiên, cô cũng nhiều lần thay đổi diện mạo bằng cách đổi màu tóc. Có thời điểm nữ idol là mưa làm gió với kiểu tóc uốn xoăn được nhuộm màu đỏ rực rỡ. Jisoo Jisoo là nữ thần tượng chăm tạo hình tóc và không ít lần chọn tóc xoăn để xuất hiện trước công chúng. Cô nàng từng gây ấn tượng mạnh cho khán giả khi lên bìa tạp chiếu W với kiểu tóc xoăn xù. Nhờ có nhan sắc cực phẩm nên trong kiểu tóc này cô được nhiều người học hỏi tạo nên xu hướng. Với gương mặt xinh đẹp chuẩn hoa hậu Hàn Quốc, Jisoo không ngại khoe sắc với những mẫu tóc khác nhau. Có lần chị cả Blackpink còn sở hữu mái tóc uốn xoăn bồng bềnh, chọn kiểu tóc và diện chiếc đầm trắng tinh khôi, Jisoo được khen xinh đẹp như là công chúa. Ngoài ra Jisoo còn từng để mái tóc xoăn gợn sóng, kiểu tóc này giúp cô nàng khoe nhan sắc trong trẻo và ngọt ngào. Đây là kiểu tóc mà các fan girl có thể tham khảo vì vừa thời thượng vừa mang lại vẻ đẹp trẻ trung. Mỹ nhân sinh năm 1995 cũng không ngại cắt mái tóc dài của mình, đồng thời cô còn uốn xoăn tóc ngắn ngang vai mang đến vẻ đẹp khác biệt. Cô nàng còn khiến dân tình trầm trồ với vẻ ngoài sang chảnh kiêu kỳ khi diện trang phục màu đỏ nổi bật. Jenny, nhiều người gọi Jenny là tắc kè hoa của Blackpink vì có khả năng biến hóa với nhiều phong cách, chính vì vậy cô nàng không hề ngán kiểu tóc nào mà luôn muốn thử qua. Nữ idol từng gây sốt với mái tóc uốn xoăn mì tôm, đây là kiểu tóc khá kén mặt nhưng nhờ lối trang điểm phù hợp, Jenny vẫn không bị già. Chắc hẳn nhiều người không quên mái tóc son cổ điển của Jenny. Nữ thần tượng đã diện kiểu tóc này khi xuất hiện trên bìa tạp chí Harper's Bazaar. Nhan sắc cuốn hút vốn có cộng với kiểu tóc càng giúp idol trở nên sang chảnh như là một quý cô. Kiểu tóc uốn xoăn nhẹ cũng được Jenny thử qua, vốn có vẻ ngoài bắt mắt và quyến rũ, nên với kiểu tóc này cô nàng càng nữ tính và dịu dàng hơn. Jenny từng khiến nhiều người ngỡ ngàng với hình ảnh của mình trong poster King Love. Cô nàng gây ấn tượng nhờ mái tóc giả, lợm sóng, màu sáng vô cùng nổi bật. Lisa Lisa cân được mọi kiểu tóc từ ngắn đến dài, xoăn hay là thẳng tắp. Đối với kiểu tóc xoăn, Lisa có hẳn một bộ sưu tập. Mỹ nhân gốc Thái từng gây sốt với mái tóc xoăn xù cá tính. Cô nàng chọn trang phục tôn dáng cùng lối trang điểm sắc sảo. Tuy nhiên Lisa lại bị nhận xét là có phần đứng tuổi. Bên cạnh đó, cô nàng đốn tim nhiều người nhìn bằng kiểu tóc xoăn gợn sóng với chiếc mái ngang 10 tỷ đồng. Mẫu tóc giúp Lisa trở nên xinh đẹp và vô cùng cuốn hút. Em út của Blackpink cũng rất phù hợp với kiểu tóc ngắn uốn xoăn. Xoăn gợn sóng hay chỉ là uốn đuôi, tuy nhiên dù trong kiểu nào thì cô nàng cũng khoe được vì rùa cực phẩm. Trong How You Like That, nữ idol còn gây ấn tượng với mái tóc hồng được uốn xoăn nhẹ nhàng, ngoài ra kiểu tóc xoăn uốn lọn cũng được mỹ nhân sinh năm 1997 ưa chuộng. Không chỉ tài năng, bốn mẫu Blackpink còn sở hữu ngoại hình xinh đẹp, chẳng ai chịu ai. Nhàn sắc đỉnh chóp giúp các mỹ nhân hắc hường cân được nhiều kiểu tóc khác nhau. Do đó, khi cùng diện mẫu tóc xoăn, các cô nàng đều xinh đẹp, cuốn hút và tạo thành hình mẫu để fan học hỏi. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp của Knew 24h. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng với chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin kế tiếp của Knew 24h nhé.